Từ nay cho đến năm 2020, thành phố sẽ ưu tiên 500 hecta đất và 100.000 m2 diện tích sàn nhà xưởng cao tầng cho các dự án đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thông tin được trích từ báo cáo chuyên đề của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát triển công công nghiệp hỗ trợ gắn với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu tăng trưởng chỉ số phát triển công nghiệp của thành phố trong 5 năm tới ở mức bình quân là 7% một năm, trong đó, thành phố sẽ ưu tiên các chính sách để tăng cường thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Cụ thể từ năm 2015 đến 2020, thành phố dự kiến dành 500 ha đất ở các khu công nghiệp và xây thêm 100.000 m2 nhà xưởng cao tầng dành cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. 500 ha đất sẽ được quy hoạch tại khu công nghệ cao, khu công nghiệp Hiệp Phước, Lê Minh Xuân và khu công nghiệp ô tô thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ có cơ chế chính sách đặc biệt để thu hút đầu tư trong lĩnh vực này. Trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu được ưu tiên thu hút công nghiệp hỗ trợ là cơ khí chế tạo, điện tử công nghệ thông tin, hóa dược, nhựa cao su và chế biến tinh lương thực thực phẩm.